gì nè? Bột mì chiên hả? Bánh bột mì. Bánh bột mì hả? Là bột mì mình mua ở ngoài chợ đó hả? Xong rồi mình pha ra rồi có bỏ gì hả? Có bỏ muối, đường không ra. Chấm với nước mắm ăn không cũng được hả? Đường muối hột gà trộn đều và chiên 5 phút sau là ăn. Đây là món tôm chiên bột. Thiệt tình là giãn cách xã hội ăn còn ngon hơn ăn Tết. Ở Miệt Thứ tôm quá trời luôn nhưng không bán được bà con ơi. Quá ngon. Mẹ bán con này đi. Con này thì bột không. Chứ cái đùi gà luôn. Tôm này là được mua trước ngày giãn cách xã hội theo chỉ 16. Cục cảnh này đúng không? Đẹp. Đẹp cũng muốn đôi hình nhé. Thank you.
kia nó không cái lưới rằng cục nó. Mưa gió dịch này hai chồng đi dân lưới. Nó hút cây này một chút là tới đặt nó hết rồi. Ở tay lưới thì mình quay thêm tay lưới kia. Thơm quá. Bóc luôn.